Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa một cái cây hải châu có dòng lá đặc biệt. Mình ghép này các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ chỉnh sửa lại hết. Cây này dáng quyền nha các bạn. Cái này là mình mua là dạng lá tung đó các bạn. Dạng lá tung á. Chơi hải châu đủ thứ trò hết quá. Về rồi trắng rồi đủ thứ ghép tới ghép luôn như đủ thứ. Cây này ghép hiện nay nó cũng xong được các bạn. Cái con kẽm này các bạn, bạn nên chú ý là làm vỗ tay là cái muối dầu nhánh này giải nên làm giải là ghép lại sợi chiếu nó cái gì á. Thấy ghép không? Con kẽm này là một loại đầu tư. Cộng kẽm này là nó cộng kẽm mà mình quấn nữa mình chê cái bọc vô đừng cho đụng vô cái mắt to ấy các bạn, chê vô đừng cho đụng vô cái đủ thứ đó. Mà mua kẻ mà để làm cái này không à? Rất là nhiều.
hoài cho nó dính. Cái cây các bạn ghép một lần nha, các bạn ghép đi ghép lại hoài đó. Nó hơi khó dính đó các bạn. Bây giờ mình cắt những cái nhánh của nó ra. Bạn nên cắt nha, để nó ra nó dược đó, nó không có nuôi được cái nhánh mình ghép. Ghép lại còn nhánh này mình ghép hoài không dính nè, không hiểu luôn. Cái châu nó là vậy. Bây giờ mình sẽ chọn cành cho nó đó các bạn. Dư cho nó dư. Cái đọt thì mình ghép hai bo, nó dính luôn, quậy dính hai bo luôn, dính được thao á, mình dính thì mình để luôn, sau này á, nó lớn á, được cái nào thì cắt lắm, cái nào nó hợp lý thì cắt. Cái cây đến đây thì nói cho các bạn nó cũng xong
thì mình trát keo rồi mình ghép, mình thiếu cạnh đó các bạn, mình ghép rồi đó, cạnh đây nè. Cái cạnh này thì nó dư nè các bạn, không cứ cắt bỏ luôn đi để xấu quá. Đây để nó nằm dưới này. Âm nằm chỉ xuống mà chơi gì. Nãy mình quay cái đoạn mà mình ghép cái mắt này nè. Đó ghép này nhưng mà mình quên bấm máy các bạn. Đó, cây hiện nay đã xong các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình loại những cây mà cong như rắn nè. Nè, quay cho các bạn xem nè. Đó. Lắc lượng như rắn luôn. Đây. Này trên nè các bạn. Đó trên nè. Cái cây này cây Hải Châu Vĩnh Lợi luôn. Hồi trước mình mua các bạn. Cây này là cà bứng bây giờ trong cái núi Vĩnh Lợi á, nó năm thân. Rồi mình thấy bứng á, thấy không? Mình yêu cầu là cà bây giờ không yêu cầu, nhưng mình cũng nói hộ trồng là năm thân. Khi mà về á nó thấy nó rối, cắt còn 3 thân. Chuyển về mình cắt một thân còn 2 thân, cuối cùng mình cắt lại một thân cuối cùng còn 1 thân đó. Thì các bạn cái những cái mặt cắt thì nó cũng nằm đâu đây nè, đó gốc thì cũng to các bạn, nằm gốc rất là to chứ không có nhỏ đâu, để mình bỏ ngang ngang mình lấp đó nè. Nằm này, cái gốc nó chài tới đây luôn nè đó các bạn, cái gốc này gốc rất là to cho váy, rồi có 3 thân mình làm bồi đế mà đó, tại mình lắp lại các bạn nè, các bạn thấy không, gốc rất là to, các bạn thấy không, gốc rất là to, quay kỹ các bạn xem được cái mình ấy các bạn. Giờ mình khoe gốc khoe ấy chi, cây chưa tàn chưa đủ gì hết. Đây trên quay xuống nè đó, mình lập cái tàn vậy được không các bạn. Lập sơ tàn này thôi. Đó mình ghép này nè. Bây giờ mình cũng phải che các bạn, phải che. Phải lấy vải mình quấn mình che hết. Đó, để làm gì? Để cho nó không cháy. Thấy không? Nắng các bạn, mùa này nắng dữ lắm. Đó. Nè, trên xuống nè các bạn. Cong cũng như là một con rắn vậy. Đây. Hồi đó mình không che nè các bạn, nó cháy nè, mà nó bao da rồi rồi đó các bạn thấy không, đó cứ dưới lên nè các bạn. Cái này cây bay các bạn, ra cây quyền á bán thác đổ á, mình sẽ thay cái chậu khác. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn. Lên xuống các bạn xem. Đây, xa xa nè các bạn.